I've never been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Keep thinking how we love should feel, knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. I am made to be free. I am made to be free. Ngày 18 tháng 5 2019, tại trung tâm hội nghị Gallery thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp mặt thí sinh, báo chí và công bố cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt lần 4 2019 Miss Vietnam World Business The Fall 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 2019 tại Thiên đường du lịch châu Á, đảo Bali, Indonesia, nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, tài năng, bản lĩnh của các nữ doanh nhân Việt Nam, nữ doanh nhân gốc Việt trên toàn thế giới. Theo ban tổ chức, đây là một sân chơi được tổ chức nghiêm túc với format chương trình là những hoạt động vòng thi đầy ý nghĩa. Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt lần thứ tư, tôi muốn tạo ra một sự khác biệt, sự mới lạ, sự độc đáo tại cái thiên đường du lịch biển. Nơi đó nó sẽ có một sự đầu tư hoành tráng, chỉnh chu từ tất cả các khâu, từ ekip chương trình, từ hình ảnh, từ đi quay phim cho đến những cái bộ trang phục đẹp nhất có thể sẽ mang đến cho quý vị cũng như là các doanh nhân của chúng tôi. Năm nay chúng tôi dự định rằng sẽ tổ chức một cái sân khấu ngoài trời và cái cách thức biểu diễn có thể nó giống như là một cái sự hoang dã, giống như phong cách flamenco, giống như thiên đường của Hawaii. Thì đây là một cái nét mới mà chúng tôi mong muốn để tạo ra một sự khác biệt, một sự mới lạ, tách biệt hoàn toàn đối với những sân chơi còn lại. Đây chúng tôi là sẽ là một sân chơi thành mẫu, mong muốn quy tụ tất cả các nữ doanh nhân của Việt Nam và cả thế giới về để chúng tôi có một cái sân chơi màu sắc, ý nghĩa, nó rộng lớn và nó tôn vinh nét đẹp Việt trên đấu trường quốc tế và khẳng định người phụ nữ Việt Nam, người doanh nhân nữ Việt Nam không thua kém bất kỳ nữ doanh nhân nào trên thế giới. Hiện nay thì có rất là nhiều những cái cuộc thi được tổ chức. Tuy nhiên với hãng truyền thông ngôi sao Việt Vista Media thì chúng tôi mong muốn mang tới một cái sân chơi cho các nữ doanh nhân hoàn toàn khác biệt. Thực sự là chúng ta phải trải qua những phòng thi rất là cam go, chứ không phải đơn giản là chúng ta chỉ tổ chức một cách sơ sài rồi sau đó chúng ta vinh danh. Chúng tôi quan niệm rằng là sân chơi nó phải thực sự là chỉnh chu, thực sự là tử tế để làm sao qua cuộc thi này những thí sinh chúng ta trưởng thành lên và chúng ta học hỏi được rất là nhiều. Cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm những nhan sắc tuyệt đẹp mà còn tôn vinh sự thông minh, thành đạt của những nữ doanh nhân cùng các hoạt động ý nghĩa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian chính thức diễn ra đêm chung kết là ngày 15 tháng 6 2019 tại Aria Duta Bali Hotel 5 sao. 2018 mình có tham gia cuộc thi của duyên dáng doanh nhân Việt, mình cũng từng đoạt giải Á Khôi 2019. Công ty ngôi sao Việt có tổ chức đến Bali, Indonesia thì mình cũng sẽ tham gia chương trình này vì đây là một sân chơi rất là vui và các bạn có thể là làm bạn, kết bạn với mọi người. Năm vừa rồi là năm 2018, mình là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi của công ty ngôi sao Việt tổ chức. Đây là một công ty có uy tín, luôn tạo ra một sân chơi rất là bổ ích cho tất cả các chị em doanh nhân để tự tin tỏa sáng và thể hiện bản thân mình. Năm nay mình đến với cuộc thi là một nhà tài trợ, mình muốn đồng hành để giúp cho các thí sinh tự tin hơn và tỏa sáng hơn. Hôm nay mình đến tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân người Việt thế giới 2019.
thật sự ban đầu mình rất là run, nhưng mà được sự hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình của anh Phúc, Nhung muốn thể hiện mình, Nhung muốn trải nghiệm, giao lưu và học hỏi. Ban tổ chức sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký của các thí sinh đến hết ngày 7 tháng 6 năm 2019. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt lần 4 2019, địa chỉ Lầu 9, số 19 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-629-72953, hotline 0909-899-14, 0908-263699, 0909-779-782, website www.hoahauduanhnhan.net, fanpage www.facebook.com/hoahauduanhnhan.net.